Đây là cái miếng tôn này cả nhà, mình tận dụng luôn để mà mình trồng rau. Thì mình viền những cái miếng tôn này lại thành hình chữ nhật như thế này. Tôn này là tôn cũ cả nhà. Rồi phía dưới là mình lót một tấm bạt như thế này để tránh nóng á. Bỏ đất vào. Thì ở đây rất là dài khoảng 1,5 m cả nhà ơi. Như thế này thì diện tích trồng rau rất là nhiều. Phía bên đây là mình trồng từng ô nè cả nhà. Bây giờ mình đã gieo được 2 ngày rồi, bắt đầu đất này nó nứt lên nè, rau chuẩn bị nảy mầm. Phía bên đây là rau muống nè, đây cả nhà ha, chuẩn bị lên rau muống nữa rồi nè. Cái này là làm từ cách đây khoảng chừng được 3 ngày rồi cả nhà. Là cái cây rau của nhà mình trồng bằng cái miếng tôn nha. Mình trồng được 3 ngày rồi nè. Nên lúc gieo thì mình gieo theo hàng, không gieo theo cụm như là trong một cái phao bơi bữa hổm nữa. Còn bên đây là cải nè. Mình gieo cùng một lượt mà rau muống nó lên nhanh hơn. Đây là cả nhà, nó rau muống hôm nay mình đã lên như thế này rồi nè. Phía bên đây là cải thì nó lên chậm hơn rau muống. Đây là gieo tầng ô mà sao nó lên ít quá, trong khi cái lý rau muống này nó lên rất là tanh xanh tốt luôn. Cái này khoảng 2 ngày nữa mình ăn cho nó ngon cả nhà. Là xanh non, bây giờ mình thu hoạch nha. Đóng chưa? Rồi. Nè cả nhà ơi, đó, theo hàng nè, thấy không? Đó. Khi mà mình gieo thì nó lên nó sẽ hàng như thế này. Mình cứ cắt ăn theo từng hàng, nó rất là dễ. Đây. Cả nhà thấy đẹp không nè? Giờ mình sẽ cắt từ ngoài vào trong nha. Mình cắt cái rau muống thì mình sẽ cắt sát gốc nè. Để rau nó mọc ra lần sau thì nó sẽ non. Thu hoạch cũng rất là dễ dàng nữa. Mình cứ cắt sát gốc nha cả nhà. Đây là một cái hàng như vậy mình ăn khoảng chừng một bữa, ăn khoảng chừng 2 đến 3 hàng là được một dĩa rau rồi đó cả nhà. Mình có thể luộc xào nấu canh cũng rất là dễ ăn. Mùa này có rau muống ăn là rất là tuyệt vời. Này, chỉ có 2 hàng thôi mà cả nhà thấy quá trời luôn nè cả nhà. Được một dĩa rau rồi đó cả nhà ơi. Đây, hôm nay mình sẽ cắt thêm một hàng nữa, còn lại thì mình sẽ để dành cho đợt sau. Cả nhà thấy tươi không nè?
đây, ba hàng rau muống được một rổ rau rất là nhiều. Ngay còn lại thì mình có thể ăn được sau này cả nhà. Còn khoảng 5 hàng cả nhà ơi. Trồng kiểu này rất là dễ cả nhà ha.